bạn, tôi là con rùa đang bơi với đại dương đây. Các bạn hãy đếm cùng tôi xem tôi đẻ được mấy con rùa con. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nào các bạn hãy cùng tôi đếm lại nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Các bạn ơi, rùa là một loài động vật quý hiếm có trong sách đỏ, có nguy cơ bị tuyệt chủng, chúng ta phải bảo vệ nó, không nên săn bắt nó. Nào hãy cùng tôi đếm bằng tiếng Anh nào. 1 2 3 8 9 10 11 12 10. Các bạn ơi, rùa là một loài động vật quý hiếm có trong sách đỏ, có nguy cơ bị tuyệt chủng, chúng ta phải bảo vệ nó, không nên săn bắt nó.